thích nhà mình sẽ có màu gì hay như thế nào? Con thích màu cam. Con thích màu cam. Dạ. Đó, màu cam nè. Giống mái nhà này nè. Cùng xây ngôi nhà mơ ước sẽ xây dựng cho gia đình của mình. Hy vọng là tiến độ sẽ nhanh để chúng ta cùng gặp lại nhau. Các nghệ sĩ tham gia có bao em thương thì viên gạch này sẽ đồng hành cùng với gia đình mình luôn. Có những ngạn ngào không thể gọi thành tên và cũng có những hân hoan không thể gọi thành tên. Nhiều hơn được không? Mình phải học nhiều hơn, mình phải đọc sách nhiều hơn để có thể là cố gắng theo các bạn, đồng ý không? Hai bạn yeah. Sau ánh đèn sân khấu, trút bỏ những bộ cánh đẹp đẽ sang trọng, Hoa hậu Hernie chọn khoác lên mình bộ trang phục bảo hộ nóng bức, sẵn sàng xông pha vào tâm dịch, tình nguyện cùng đồng đội tham gia nhiều công việc ý nghĩa. Chào và một lời chúc sức khỏe gửi đến quý người dân ở tại đây và quý các y bác sĩ. Thời gian qua, Hernie là thành viên tích cực đội hình văn nghệ sĩ tình nguyện của nhà văn hóa thanh niên, tham gia thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, điều phối lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Em mong muốn rằng chúng ta dù có bất kỳ khó khăn nào cũng bao giờ đừng lùi bước mà hãy tiến bước, cố gắng nghe theo sự điều phối của chính phủ để chúng ta quyết một lòng chiến đấu trong đại dịch này. Tiến lên, tiến lên. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, when the sea runs dry and start to sing? Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Tiếp nhận chương trình bảo trợ học tập hết bậc trung học phổ thông cho đội viên học sinh bị mất cha mẹ do Covid-19 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động, bản thân Hernie nhận bảo trợ cho một em thiếu nhi và giới thiệu vận động nhiều nhà hảo tâm khác. Trong vai trò đại sứ, Hernie đã có nhiều đóng góp cống hiến cho thành phố, tham gia thực hiện nhiều sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Đây là kiện hàng tiếp theo. Heard about summer snow. Trân trọng biểu dương những nỗ lực và sự cống hiến cho thành phố
của Hờ Han Nie trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, và sẽ có hình thức trao tặng danh hiệu này cho Hờ Han Nie sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về nước. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng tuyên dương Hoa hậu Hờ Han Nie.